Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị nắm được thời cơ giải hung hóa cát mà chuyển thời đổi vận, cải biến vận mệnh, đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri tiết lộ sự thật bất ngờ về vận mệnh cuộc đời tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Trong 5 năm tới, từ 42 đến 46 tuổi, lén làm điều này, được bề trên ban phúc, phát tài cực mạnh, làm ăn trúng lớn, trúng số liên tiếp, đổi vận giàu sang phú quý đến già. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của tuổi Quý Hợi sinh 1983, các nhà tiên tri nhận định rằng trong 5 năm tới Quý Hợi sẽ có những cơ hội nhất định trong sự nghiệp, nhưng liệu bản mệnh có thể nắm bắt được hay không thì còn tùy thuộc vào sự lựa chọn của mỗi cá nhân. Mặc dù có nhiều cơ hội trong những năm này, nhưng cũng kèm theo đó là rủi ro, đòi hỏi sự chăm chỉ, dù khó hay dễ, nếu không cố thì sẽ chẳng bao giờ có sự đổi thay. Máu, mồ hôi và nước mắt là nhiên liệu để ta cháy hết mình cho những gì mà ta mong mỏi. Cổ nhân quan niệm rằng, thời vận không thông thì mưu cầu vô ích, cho thế có thể được xem mệnh đoán vận, nhưng vẫn phải tuân theo đúng luật vận trình đời người. Phận quốc gia của dân tộc, hết thảy sự tình trong cuộc sống đều chỉ có thể thuận theo quy luật tự nhiên, đó mới là vận số đích thực, bởi vì mỗi người đều có số mệnh riêng, bởi phận chưa đến thì khó mà đạt được, nếu cưỡng cầu phá vỡ các quy luật tự nhiên thì chỉ chuốc lấy đau khổ. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý mệnh chủ tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 thân mến, dẫu biết rằng cuộc đời là một chuỗi ngày mưu sinh vất vả, có người sinh ra đã ngậm thìa vàng ở ngay vạch đích, có người không ngừng nỗ lực, không ngừng cố gắng, nhưng kết quả không phải lúc nào cũng như mong muốn. Cùng nhìn lại xã hội hiện nay, sự kỳ thị giàu nghèo ngày càng rõ rệt, dù cho chúng ta có làm việc quần quật cả ngày, cả đêm, kiếm từng đồng tiền bằng mồ hôi, xương máu, vất vả sớm hôm mà vẫn bị người đời vùi dập không thương tiếc, đã vậy còn bị anh em xa lánh, hàng xóm cũng coi khinh, cuộc sống quá đỗi vất vả, thiếu thốn đủ thứ, khiến chúng ta lại phải vay mượn để trang trải cuộc sống hàng ngày. Nghĩ đến đây mà chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, sao mà cuộc đời bất công với ta quá vậy? Chính vì vậy, ngày nay người ta thường tìm đến tử vi để phân định trước tương lai, cũng như đoán lành tránh dữ. Và theo hé lộ mới nhất của giới tử vi cổ học phương Đông, trong số 12 con giáp, có thể Quý Hợi sinh 1983, nghèo khổ, đen đủi, vận hạn triền miên khi còn trẻ, đã có lúc những tưởng con giáp này sẽ rơi vào bế tắc, số phận nghèo khổ suốt đời, nhục một kiếp, nhưng từ lúc biết được bí quyết cải mệnh từ cao như xưa, sẽ là lúc để Quý Hợi đón nhận thiên mệnh khiến vận mệnh xoay chuyển bất ngờ, được Phật trời độ mệnh, mọi chuyện khổ nạn trước kia đều tiêu tan, trong 5 năm tới không những thay đổi vận mệnh, thậm chí có người còn đổi đời giàu có, trả hết sạch nợ nần, ôm tiền tỷ, tiền chật két, xây nhà lầu, tậu xe sang, nắm trong tay bạc vàng lóa mắt, khiến cả thiên hạ phải nghiêng mình ngưỡng mộ. Vậy, vận trình của cuộc đời người tuổi Quý Hợi 1983 theo luận giải mới nhất sẽ diễn biến ra sao? Cần phải làm gì để được Phật độ, đón lành, tránh dữ, đón lấy bình an trong những ngày tháng tới? Xin mời quý khán giả cùng Minh Đường Tử Vi chiêm nghiệm ngay trong video ngay sau đây. Trước khi đến với phần luận giải nội dung chi tiết về vận trình cuộc đời của tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý khán giả điểm nhanh tính cách của người tuổi Quý Hợi sinh 1983 có đặc điểm gì nổi bật. Quý Hợi có bản tính lương thiện và khoan dung, họ cũng là kiểu người có tính cách thẳng thắn, hiền lành và ngây thơ. Đặc điểm này giúp Quý Hợi được mọi người xung quanh yêu mến và quý trọng. Quý Hợi được yêu mến không chỉ vì họ hiền hòa, mà bản thân họ có lòng bao dung và sẵn sàng giúp đỡ người khác khi có cơ hội. Phụ nữ Quý Hợi lại càng thú vị, họ không chỉ hoạt bát, nhanh nhẹn, có trí thức mà còn tốt bụng. Sau khi kết hôn, họ sẵn sàng trở thành mẹ hiền, dâu thảo.
Đàn ông Quý Hợi cũng rất yêu gia đình. Họ thường dùng sự lương thiện của mình để dạy dỗ con cái. Đặc điểm, tính cách này lại khiến nhiều Quý Hợi trong công việc gặp chút bất lợi. Đó là khi chẳng may gặp phải thất bại, thì họ dễ bị suy sụp nặng nề. Cho nên Quý Hợi cần chú ý tìm cách làm thế nào để bản thân vực dậy, tinh thần tiến bước về phía trước. May mắn là Quý Hợi có sự kiên trì và tinh thần cầu tiến trong công việc cao, nên họ sẽ sớm tìm được lối đi cho riêng mình. Một điểm sáng trong tính cách giúp Quý Hợi gặp được tài vận tốt, đó là họ thường tự tin trong công việc, không chỉ có ý chí kiên cường, mà năng lực lãnh đạo của Quý Hợi cũng được thể hiện, giúp họ đưa ra được nhiều phương pháp xử lý công việc ổn định. Ý chí của Quý Hợi còn thể hiện ở chỗ khi gặp vấn đề khó khăn, họ đều suy xét kỹ lưỡng, cho nên phần lớn công việc của họ đều được giải quyết thỏa đáng. Khi làm việc, Quý Hợi có khả năng tập trung cao độ, khi đã đặt ra mục tiêu, cũng sẽ dốc toàn tâm, toàn lực để thực hiện. Đôi khi Quý Hợi dồn hết tâm trí vào công việc mà quên đi những gì đang xảy ra xung quanh. Có nhiều Quý Hợi thời niên thiếu gặp không ít khó khăn, đến khi trưởng thành họ rất tích cực làm việc, phát triển bản thân để tạo cho mình cảm giác an toàn. Sự tích cực, phấn đấu vươn lên trong bất kỳ hoàn cảnh nào của Quý Hợi chính là điểm đáng quý. Đây cũng là chìa khóa giúp họ mở ra nhiều cơ hội quý báu trong đời. Quý Hợi sẽ có xu hướng, tính cách đa dạng khi sinh vào các mùa khác nhau trong năm. Nhưng họ đều có điểm chung là rất biết cách đối nhân xử thế. Quý Hợi sinh vào mùa đông vốn chịu nhiều vất vả từ nhỏ. Tuy nhiên chính vì vậy mà trông họ có thể trưởng thành và chín chắn hơn so với Quý Hợi sinh mùa khác. Tính cách của họ ngay thẳng, không thích giấu giếm, nên nhiều khi làm mất lòng mọi người ở một khía cạnh. Những khó khăn họ gặp phải là do chưa biết khai thác nguồn tri thức trong cuộc sống, ngại va chạm, lười học hỏi. Cho nên lời khuyên dành cho Quý Hợi sinh vào mùa đông, nếu muốn cuộc đời thuận lợi, tài vận rực rỡ hơn thì phải năng đi ra ngoài, nhìn xa trông rộng và không ngừng học hỏi nhiều điều mới. Quý Hợi sinh vào mùa xuân thường có tấm lòng nhân hậu, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Họ cũng chú trọng sự nghiệp, mặc dù được hưởng những điều kiện thuận lợi, nhưng Quý Hợi sinh vào mùa xuân vẫn luôn nỗ lực để đạt được nhiều thành tựu. Họ dành nhiều thời gian cho công việc và cũng rất ham học hỏi các tri thức mới. Quý Hợi sinh vào mùa thu có khả năng giao tiếp nhạy bén, được lòng mọi người. Những người sinh vào thời gian này cũng thường là người có địa vị xã hội, không chỉ biết cách ứng xử, mà họ còn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, nên họ cũng tạo được nhiều mối quan hệ tốt. Quý Hợi sinh vào mùa hè thường có quý nhân giúp đỡ trong đời, có lẽ ngay từ nhỏ đã được hưởng phúc khí, đạt được nhiều thành công dễ dàng, nên họ có thể lười biếng và có phần nhu nhược. Nếu như không tích cực nỗ lực, thì khi gặp phải khó khăn, họ dễ bị suy sụp. Lời khuyên dành cho Quý Hợi sinh vào khoảng thời gian này là đừng dựa dẫm vào người khác và nên không ngừng phát triển, hoàn thiện bản thân mình. Quý mệnh chủ tuổi Quý Hợi 1983 nên biết, sẽ không có ai đến cứu bạn cả, sẽ không ai quá là quan tâm, chỉ có bạn tự thức tỉnh, tự kiên cường, tự nỗ lực, tự chăm chỉ mà cứu lấy chính bản thân mình mà thôi. Cuộc đời bạn đang giống như một cơ thể có một vài khối u cần phải cắt bỏ, cần phải thả trôi, thay vì ngừng ngại giữ lại mà khiến bệnh tật thêm nghiêm trọng, hiểm nghèo. Buông bỏ luôn là một sự khó, nhưng vứt bỏ có lẽ sẽ đơn giản và dễ dàng hơn. Hãy cứ nhớ rằng, thời gian không bao giờ mở miệng nói, nhưng cuối cùng sẽ cho chúng ta biết mọi câu trả lời. Nếu bạn có chút gì ngần ngại hay khúc mắc, hãy cho bản thân mình chút thời gian để mọi thứ tự vận hành. Thay vì để thả trôi theo những bộn bề cuộc sống, hãy dành một chút thời gian để nhớ lại xem tại sao mình luôn có cảm giác lạc lõng, luôn có cảm giác không thực sự hòa hợp với thế giới xung quanh. Hãy nhớ đừng quên cái bản tâm ban sơ của chính mình, sự trung thành, sự tận tụy hoặc những cống hiến mình đã trao đi vào cõi đời. Tôi không biết nói gì nhiều, ngoài việc khuyên bạn phải cố gắng vượt qua mọi khó khăn thử thách, vì nó cũng chỉ là đoạn nhấp nhô chập trùng lắm ổ gà mà bạn đã sắp qua rồi. Sắp đến đoạn cao tốc bằng phẳng, giải nhựa có thể đi nhanh rồi nên đừng chán nản bạn nhé. Nên hãy cứ an yên và kiên trì thêm một xíu nhé bạn ơi. Những người nam giới sinh 1983 thường là những người không coi trọng vật chất, đôi khi họ không coi trọng cả tiền bạc. Chính điều này đôi khi ảnh hưởng đến tài lộc của họ. Không những tài lộc không mất đi mà lại ập về. Nam mệnh sinh 1983 thường có cơ hội kiếm được nhiều tiền, đường tiền tài mở rộng, ở tuổi này lại hay mất bình tĩnh, đôi khi ảnh hưởng đến tiền tài. Chỉ cần điều khiển được cảm xúc của bản thân là có thể hóa giữ thành lành. Những người này cần tu luyện tâm tính, để khi làm việc tinh thần không bị ảnh hưởng bởi những tác động xung quanh, và bản thân không bị lung lay trước những lời bàn ra tán vào của người khác. Về phương tiện tình cảm thì nam giới sinh 1983, bạn thường có xu hướng rất nghe theo lời người yêu hoặc vợ,
Tuy nhiên không phải họ không biết phân biệt đúng sai, chỉ là họ đang cố gắng nhường nhịn để vun đắp tình cảm mà thôi. Tuy nhiên, trong tình cảm bản thân nên có chính kiến để về lâu về dài, xây dựng được mối quan hệ bình đẳng và tôn trọng nhau. Trong sự nghiệp của mình, nam mệnh Quý Hợi thường không có ai để phù trợ, tự tay dựng lên cơ đồ, cho nên phải quyết định mọi thứ, đôi khi có hơi mệt mỏi, nhưng sau những vất vả, đánh đổi, thì thành công sẽ nhanh chóng đến. Nữ giới sinh 1983 từng là những người sinh ra đã ngậm thìa vàng, sống một cuộc đời sung túc. Đôi khi có những người không may mắn sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thì sau khi lấy chồng cũng được nhờ vả và sống một cuộc sống đầm ấm. Nữ mệnh Quý Hợi tính cách dù là những người ôn hòa, rất biết thân, biết phận, trong con đường sự nghiệp thì được gia đình người thân phù trợ, vì thế cuộc sống rất an nhàn. Tuy nhiên, đôi khi trong công việc lại gặp phải kẻ ghen tị, nữ mệnh Quý Hợi hơi nóng tính, điều này sẽ làm mất đi mối quan hệ và ảnh hưởng khá nhiều đến tiền tài, vì vậy cần chú ý lời ăn tiếng nói, ứng xử khôn khéo để có thể dĩ hòa vi quý hơn trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Bạn là những người suy nghĩ khá đơn giản, nên hiếm khi thấy họ buồn rầu, là người khá rộng rãi, không bao giờ tính toán hóa chi ly hay keo kiệt, sống khá đẹp và không bao giờ làm điều xấu sau lưng người khác, khá hiền lành, biết nhẫn nhịn, không thích lừa gạt người khác, là những người thông minh và ham học hỏi, có mưu trí và nhanh nhẹn, và họ cũng là những người khá tốt trong giao tiếp, ăn nói, họ biết hưởng thụ cuộc sống, không khiến bản thân rơi vào tình trạng buồn khổ. Họ có ý chí, nên không bao giờ quan tâm đến chuyện bị người khác châm biếm và trêu chọc. Vì vậy có thể làm chuyện lớn, mọi thứ trong cuộc đời họ đều có kế hoạch, cũng có thể sống yên vui. Quý Hợi 1983 năm nay đã bước qua độ tuổi ngoài tứ tuần. Mệnh chủ đã vững vàng như cây đã cắm rễ sâu vào lòng đất, có thể tồn tại thích nghi trong mọi hoàn cảnh, nên làm việc gì cũng thuận lợi hơn những năm trước đây. Và ngay sau đây sẽ là phần luận giải về vận trình của tuổi Quý Hợi sinh 1983 trong 5 năm tới trở đi. Xét về phương diện công danh và sự nghiệp, trong 5 năm tới, Quý Hợi sinh 1983 có những cơ hội nhất định trong sự nghiệp, nhưng liệu họ có thể nắm bắt được hay không thì còn tùy thuộc vào sự lựa chọn của mỗi cá nhân. Mặc dù có nhiều cơ hội trong những năm này, nhưng cũng kèm theo đó là rủi ro, đòi hỏi sự chăm chỉ, thậm chí phải chịu sự sai khiến của người khác. Đối với Quý Hợi 1983, luôn có tính cách tự do và không thích bị kiểm soát, cuộc sống không như ý muốn nên rất có thể sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt. Nhưng dù vậy, những năm này, Quý Hợi được quý nhân trợ giúp nên vận trình sự nghiệp công danh của Quý Hợi cũng không quá tệ. Quý Hợi tuy không có tinh thần cầu tiến, nhưng có tài, chỉ cần cố gắng một chút là có thể đạt được thành tựu nhất định, giai đoạn mới hối hả với nhiều dự định kế hoạch ấp ủ. Bạn có thể đón nhận một vài tín hiệu vui trong khoảng thời gian này là kết quả sau những nỗ lực, phấn đấu suốt thời gian dài vừa qua. Đừng quên chia sẻ điều đó với những người bạn yêu mến. Thực thần ghé thăm, nhờ thế mà mệnh chủ có khả năng thấu hiểu, thấu cảm. Bạn không cần phải uy lực nhưng người khác vẫn kính nể. Nhờ vậy vận hạn của bạn vì thế mà được lùi xa, mang lại cho bạn những năm tháng mới hanh thông, thuận lợi. Cụ thể thời gian này, Quý Hợi được nguyệt lệnh lâm phù trợ, quả là một sự hậu thuẫn không hề nhỏ. Thiên tả phủ cát tinh nhập mệnh, thời gian này bạn còn có thể được quý nhân dìu dắt, từng đường đi nước bước đều sẽ có thêm phần chắn, đầu óc mở mang, bạn đưa ra nhiều ý tưởng mới, thời gian này bạn cũng khá xông xáo, làm việc bằng hết khả năng, bạn cũng sẽ có những quyết định khá táo bạo, hứa hẹn đem đến sự nghiệp lên một tầm cao mới, có thể coi là một bước đi mạo hiểm của bạn, nhưng bạn sẵn sàng đánh cược và chấp nhận đánh đổi để hướng tới những mục tiêu xa hơn. Thật may về kết quả đạt được rất khả quan, ít nhất thì bước đầu đã chứng tỏ bạn đi đúng hướng, các kế hoạch đề ra đều có khả năng được phê chuẩn để tiến hành ngay lập tức, thông qua đó, bạn sẽ nhận được nhiều lời khen ngợi và đánh giá cao, hãy coi đó là nguồn động lực để tiến xa hơn nữa, chớ vội hài lòng với những thành công bước đầu này. Tuy nhiên, thiên cầu hung tinh rình rập, cho thấy điềm báo, có tiểu nhân ngấm ngầm ghen tị, thành công của bạn đang bị dòm ngó, rất có thể sẽ phải chịu những uất ức, bất công không ngờ tới. Dường như những bước tiến thuận lợi của bạn trong thời gian này vô tình biến bạn trở thành cái gai trong mắt những kẻ ganh ghét, bụng dạ hẹp hòi, xấu tính. Do đó, bạn làm gì cũng nên khiêm nhường, đừng thể hiện quá mức rồi biến bản thân thành kẻ ngạo mạn, khoe mẻ, tự mang họa vào thân. Nhìn chung, đây sẽ là một giai đoạn mà cơ hội và thách thức luôn song hành với nhau. Nếu đủ bản lĩnh vượt qua thì bạn sẽ gặt hái thành quả vô cùng tương xứng. Xét về phương diện tiền bạc và tài lộc,
Tài lộc của Quý Hợi những năm này nhìn chung khá tốt, thu nhập tuy không nhiều so với những người khác, nhưng đã vượt lên so với năm ngoái. Tuy nhiên, những thách thức, khó khăn, cũng như hung tinh luôn rình rập, quan trọng nhất của những năm này là bạn vẫn phải tập trung vào bản thân để thỏa mãn. Bạn thích tiêu xài cho bản thân, rồi cơm ăn áo mặc, nhà cửa, phương tiện đi lại đều tốt nhất, không kế hoạch chi tiêu, nên dù kiếm được bao nhiêu tiền cũng có thể bị phung phí. Việc kiếm tiền những năm này khá hanh thông, bạn nên hạn chế tiêu dùng, giảm bớt các khoản chi tiêu không cần thiết, an toàn nhất là tăng thu, giảm chi. Trong 5 năm tới, phương tiện tài lộc của Quý Hợi cũng có những khởi sắc nhất định, nhờ có thiên tài trợ mệnh, tài lộc có phần nhỉnh hơn. Tuy nhiên, nguồn chính tài cũng không có gì phải lo lắng. Khi công việc phát triển ổn định, mang tới cho bạn thu nhập đều đặn, người làm kinh doanh có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn người làm công việc văn phòng. Tình hình buôn bán trong những năm này được coi là khả quan. Mặc dù doanh thu chưa tăng với đạt mức kỳ vọng, song vẫn có dấu hiệu tăng tiến, đáng để duy trì và phấn đấu. Nếu bạn đang ấp ủ tham vọng gì, thì giai đoạn này có thể tiến hành được rồi, bởi sẽ có người hỗ trợ cả về vấn đề tiền bạc cũng như là con người. Tuy nhiên, bạn vẫn nên tính toán tới rủi ro có thể gặp phải, đặc biệt là những cạnh tranh từ những đối thủ. Thời gian này, nguyệt lệnh lâm hùng suy, nên cả hung tinh ngũ quỷ tác động, ý chỉ tài lộc tuy có vượng, nhưng đang theo chiều hướng có sự suy thoái, chi tiêu ngày càng nhiều và tốn kém, vật giá leo thang, nhiều chi phí tăng cao, khiến bạn dù kiếm được tiền đấy, nhưng chi dùng cũng không ít, không tích lũy được nhiều, bạn cần hết sức lưu ý vấn đề này. Nếu có cơ hội đầu tư, bạn cần tìm hiểu rõ thông tin, tự chấp nhận rủi ro, nhưng vẫn nên thận trọng trong hợp đồng và tránh các xung đột về tài chính không đáng có, dù có là việc mình quen tay. Nhưng hành xử thận trọng sẽ giúp bạn tránh được sai lầm và thất bại không đáng có. Xét về phương diện sức khỏe, vận trình sức khỏe của Quý Hợi trong 5 năm tới cũng cần chú ý hơn. Có thể nhìn bề ngoài bạn khỏe mạnh, nhưng thực chất lại tiềm ẩn rất nhiều vấn đề, đặc biệt là những người thường nóng này, không thích thể dục thể thao, thích ăn uống, thì càng phải đề phòng sự xuất hiện của các bệnh mãn tính nghiêm trọng hơn. Giai đoạn này bạn rất khỏe mạnh, sung sức, vì thế khuyên bạn nên kiềm chế hành vi của mình, duy trì thói quen sinh hoạt tốt, tập thể dục thể thao nhiều hơn, tăng cường thể lực, có trách nhiệm với sức khỏe của bản thân và người thân trong gia đình. Bạn chỉ cần chú ý dưỡng sinh qua đường ăn uống và luyện tập thể dục thể thao đều đặn, sẽ không có bất cứ vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra. Duy trì lối sống lành mạnh chính là chìa khóa để cơ thể khỏe mạnh và sống trường thọ. Nhưng lưu ý thời gian này, có hữu quỷ hung tinh hoành hành, đi đứng lái xe cần phải cẩn thận kẻo gặp sự cố, hoặc là chính mình gây ra tai nạn. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, về tình cảm gia đình và các mối quan hệ, vận trình tình cảm của Quý Hợi không mấy thuận lợi, nhất là những người đã có gia đình. Vì quan niệm sống và cách đối nhân xử thế của bạn khác với một nửa còn lại, nên cả hai sẽ có những bất đồng. Cho dù là đối mặt với những việc nhỏ hay những quyết định lớn, cũng có thể xảy ra mâu thuẫn và cãi vã. Cách mà bạn nên làm, nên tìm hiểu để có những cách giải quyết phù hợp, nhường nhịn, chia sẻ, thông cảm, nếu không thì cuối cùng chỉ khiến cho cuộc sống hôn nhân trở nên bế tắc mà thôi. Trong khi kết giao với đồng nghiệp, bạn bè, bạn cũng nên chú ý lời nói và hành động của mình, không nên tự ý nói ra suy nghĩ của mình, nếu không rất dễ làm mất lòng người khác đấy nhé. Các cặp vợ chồng thì nên bao dung và quan tâm hơn đến bạn đời của mình, đồng thời cần có sự sẻ chia công việc nhà và vấn đề nuôi dạy con cái để giữ gìn hạnh phúc hôn nhân. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, cụ thể diễn tiến vận mệnh theo từng năm tuổi của Quý Hợi 1983 trong 5 năm tới. Nam nữ mệnh từ năm 42 đến năm 43 tuổi. Đây là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời của bạn, tận hưởng những thành quả mà mình đã làm được ở giai đoạn trước, không bận tâm suy nghĩ bất kể vấn đề gì. Nữ mệnh từ năm 42 tuổi đến năm 43 tuổi. Trong thời gian này có gặp nhiều may mắn về mặt tài chính, tình cảm gia đình cũng thuận lợi và phát triển lên, không khí gia đình được cải thiện đáng kể, con cái có đứa thành đạt, khiến cha mẹ vui lòng. Từ năm 44 tuổi đến năm 46 tuổi, năm 44 tuổi, mọi chuyện đều được như ý, có hạn nhẹ vào tháng 3 và tháng 5, năm 45 tuổi các tháng còn lại bình hòa, gặp nhiều may mắn vào tháng 8 và 12, năm 46 tuổi bình ổn nhưng phải cẩn trọng vào tháng 9 kẻo rước vạ vào thân. Và ngay bây giờ, không để cho quý khán giả phải chờ đợi thêm, xin mời quý khán giả cùng Minh Đường Tử Vi đi vào luận giải nội dung chi tiết
về vận trình tử vi theo từng tháng sinh âm lịch của tuổi Quý Hợi 1983, cụ thể vận trình như sau. Vận mệnh của người tuổi Quý Hợi 1983, sinh tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch tức tháng Giêng, rơi vào tiết Tân Xuân, người tuổi này thông minh mà hiền đức, là người có địa vị được tôn trọng, nể vì, danh lợi hanh thông, phúc lộc tự tới, có thể làm nên đại nghiệp. Người này có cá tính khá mạnh, song về bản chất thì là người sống biết trước, biết sau, kính già yêu trẻ, thích giúp đỡ người khác, dù có khó khăn, cũng không bao giờ thoái thác trách nhiệm, là người dám chịu trách nhiệm, sống phóng khoáng, thoải mái, hòa đồng với mọi người, nên người tuổi này có rất nhiều bạn bè, các mối quan hệ xã giao càng ngày càng mở rộng, họ còn có khả năng lãnh đạo, nên dễ đạt được nhiều bước thăng tiến trên con đường quang lộ. Vận mệnh của người tuổi Quý Hợi 1983, sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch trùng với tiết Kinh Chập, người này đa phần dễ làm nên thành công vang dội, địa linh nhân kiệt, bản mệnh hấp thu tinh khí đất trời, thông tuệ hơn người, có tài thiên phú, sống đức độ, sức khỏe dồi dào, gặp nhiều chuyện may mắn. Người tuổi này có số mệnh phú quý, họ giàu sang, nhưng tao nhã, không hề thô tục, đây là người vui vẻ và lạc quan trong cuộc sống, yêu đời mà cũng yêu người. Xét về tài lộc thì người này chẳng lúc nào thiếu tiền tiêu, họ không quá coi trọng tiền bạc, rất thoải mái trong chuyện chi tiêu, cũng hay giúp đỡ mọi người xung quanh khi họ túng thiếu. Vận mệnh của người tuổi Quý Hợi 1983, sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch là tiết Thanh Minh, người tuổi này sức khỏe cực kỳ tốt, có thể nói là tốt nhất trong 12 tháng sinh, tính tình thẳng thắn, cương trực, song có khi vì thế mà đắc tội với người khác, tự tạo kẻ thù cho mình, ý chí cao, chẳng muốn nhờ cậy ai, sống thanh cao, được nhiều người ngưỡng vọng, người này không được nhờ lộc tổ tiên, cha mẹ, anh em, mọi thứ có được trong tay là do chính mình làm nên. Họ có thiên hướng về nghệ thuật nên phát triển theo hướng này, người này luôn tạo áp lực cho mình, hay vất vả chạy vậy ngược xuôi, nhờ vào tài trí cùng nhân phẩm, ý chí phấn đấu và tinh thần nhiệt tình, họ có thể tạo cho mình môi trường sống khá tốt, hậu vận tốt, an nhàn hưởng phú quý. Vận mệnh của người tuổi Quý Hợi 1983, sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch trùng với tiết Lập Hạ, những chú heo sinh tháng này, thiên tính thông tuệ, mẫn cảm, nữ mệnh số phú quý, giàu sang, nam mệnh phát về điền trạch, có được quyền chức trong tay, nhờ vào ý chí mà giành được những điều mình muốn, có điều may mắn chẳng được nhiều, có khi có quyền thế đấy, nhưng vẫn gặp không ít khó khăn. Xét theo tử vi khoa học, người này tài hoa phát tiết, có khả năng tư duy mẫn tiệp, luôn lo lắng chu đáo, tỉ mỉ mọi chuyện, biết cách giữ bình tĩnh trước mọi vấn đề, tâm thế đoan trang, không phiền đến ai. Vận mệnh của người tuổi Quý Hợi 1983, sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm trùng với tiết Mang trùng, người này tính tình hiền lành, có nhiều tài lẽ, tuy không có quyền thế trong tay, nhưng có thiên hướng phát triển về văn học, nghệ thuật, có thể thành công. Nhờ thế, người này có tham vọng lớn, nhưng đôi khi lại chần chừ, có gan nghỉ mà không có gan làm, suy nghĩ bảo thủ, về hậu vận sẽ dần chuyển tốt hơn, về trung vận thì không được tốt bằng hậu vận, cuộc đời họ có vận mệnh chia làm nhiều tầng. Tiền vẫn có thể phải chịu xa cách với gia đình, khá vất vả, trung vận phải dựa vào sức mình vừa khó khăn, để có được điều mình muốn, cuộc sống bận rộn không lúc nào ngơi tay, hậu vận có chuyển biến lớn, có thể an nhàn hưởng phúc, con cháu hiếu thuận. Vận mệnh của người tuổi Quý Hợi 1983, sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm trùng với tiết Tiểu Thử, người tuổi này học sâu, hiểu rộng, là nhân tài hiếm có, tuy nhiên, họ là người trọng tình cảm, có phần thiếu ý chí và nghị lực, nên không được quyết đoán, khó thành đại sự, không có chí tiến thủ, họa phúc vô thường, dễ an phận. Vận mệnh thăng trầm khó định, người này bản tính khá ôn hòa, không quá cứng nhắc, họ có nhiều bạn, có người ham chơi, có người lại cô lập, tính cách của họ ít nhiều bị ảnh hưởng bởi bạn bè. Xét về sự nghiệp, người này nếu thay đổi suy nghĩ, có nỗ lực, có cố gắng, thì tất sẽ có thành công, nếu sống thờ ơ, không có chí tiến thủ thì dễ bỏ qua cơ hội, khó gây dựng được sự nghiệp. Vận mệnh của người tuổi Quý Hợi 1983, sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, cũng trùng với tiết Lập Thu, người tuổi này có cuộc sống sung túc, chẳng phải lo lắng cơm ăn áo mặc. Tuy nhiên, người này sống khá thờ ơ, không quan tâm đến chuyện của người khác mà cũng chẳng mấy nhiệt tình, cố gắng với việc của chính mình, họ sống khá bảo thủ, chỉ biết đến mình,
nhưng số mệnh tốt, nên vạn sự như ý, vận trình thuận lợi hanh thông, có quyền có thế, may mắn ở bên, chắc chắn sẽ có thành công. Cuộc đời của người này khá bình yên, họ được quý nhân dẫn đường chỉ lối, người thân hết lòng giúp đỡ, nên muốn gì được nấy, phúc lộc song hỷ. Song bạn cần ghi nhớ, trước khi làm chuyện đại sự, phải bàn bạc thương lượng với người thân để tránh phạm sai lầm, từ đó thay đổi vận mệnh của mình. Vận mệnh của người tuổi Quý Hợi 1983, sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm là tiết bạch lộ, người này trời sinh có quyền uy, có tài lãnh đạo, sự nghiệp thành công, được nhiều người ngưỡng mộ, cuộc sống sau này an lạc, giàu sang, nhưng phải vượt qua khổ nạn trước mắt mới có được. Đây là người có chủ kiến, tuy sống thanh đạm, nhưng biết thưởng thức cuộc sống, dù không có ai giúp đỡ, nhưng vẫn sống thoải mái theo ý mình, từ nhỏ đã hưởng thụ cuộc sống khác với người thường. Người này thường không được cha mẹ thương yêu, anh chị em quan tâm, nên học cách tự lập từ sớm, số mệnh không quá tốt đẹp, mọi thứ có được do chính tay mình làm ra. Vận mệnh của người tuổi Quý Hợi sinh 1983, tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch trùng với tiết bạch lộ, cuộc đời của người này tiền bạc dồi dào, trời cho phúc lộc, được nhiều người thầm ngưỡng mộ, sống tự do, thoải mái, tiêu dao với đời, nhờ nhẫn nại, kiên trì mà có được vinh hoa phú quý. Người này sinh ra đã có số hưởng phúc, cuộc đời thông dong, luôn gặp may mắn, có nhiều bạn bè, nhân duyên cực tốt, vì thế, chỉ cần gặp khó khăn đều được bạn bè giúp đỡ. Vận mệnh của người tuổi Quý Hợi 1983, sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm rơi vào tiết lập đông, người tuổi này khoan dung, đôn hậu, được nhiều người yêu quý và kính trọng, trời sinh hưởng nhiều hạnh phúc, có phú quý kề bên, hậu vận cực thịnh. Nói vậy, nhưng đây là mẫu người tự lực cánh sinh, họ thường phải nỗ lực rất nhiều, thì mới nhận được sự hỗ trợ, anh chị em trong nhà thương mến, giúp đỡ nhau rất nhiều. Trong cuộc sống hàng ngày, dù là trong chuyện học tập hay trong công việc, thì đều có phúc khí, người này cũng khá hiếu thắng, nhất quyết phải làm theo ý mình, dù tranh đoạt cũng chẳng nề hà. Vận mệnh của người tuổi Quý Hợi 1983, sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch là tiết đại tuyết, người này tính tình bốc đồng, cố chấp, dễ nóng giận, tuy nhiên, vẻ ngoài lại rất thoải mái, có lòng tự trọng cao, danh lợi song toàn, cả đời chẳng cần phải lo lắng gì nhiều. Họ có thể thoải mái theo đuổi những điều mình thích, mưu sự dễ thành, làm gì cũng có được thành quả. Cuộc đời của người này hạnh phúc, vô lo vô nghĩ, chẳng chút ưu sầu, vận mệnh của họ khá tốt, ngũ quan đoan chính, dung mạo anh tú, tài lộc từ nhỏ đã chẳng hề túng thiếu, gia cảnh sung túc, giàu sang, lớn lên trong môi trường tốt, học hành giỏi giang, quý nhân nâng đỡ, đạt được nhiều thành tựu. Vận mệnh của người tuổi Quý Hợi 1983, sinh tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch tức tháng Chạp, còn gọi là tháng Củ Mật, trung tiểu hàn, người tuổi này trời sinh phúc lộc đầy mình, có điều không có quyền thế trong tay, trong đời có vận khó khăn không nhiều, cát ít, dễ bị tổn thọ. Cuộc đời của người này trải qua nhiều điều kỳ lạ, có những trải nghiệm chẳng giống người thường, khiến cho người này sớm từng trải, có khả năng chịu đựng cực kỳ ghê gớm, số mệnh long đong, lận đận, nếu không có nghị lực thì khó có thể vượt qua, nhưng nếu kiên trì tiến bước thì sẽ được hưởng giàu sang, phú quý hơn người. Hãy nên chuẩn bị sẵn tinh thần trước những thử thách có thể gặp phải, đừng vội tuyệt vọng, mà hãy nghĩ mọi chuyện theo hướng lạc quan, tích cực, giảm nhẹ những suy nghĩ tiêu cực, thành công rồi sẽ đến, sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn. Quý vị thân mến, người sống nơi thế gian, tâm trí cần thoáng đạt một chút, được mất xem nhẹ một chút, mục tiêu giảm xuống một chút, tâm danh lợi ít đi một chút, cân nhắc suy nghĩ vì người khác nhiều hơn một chút, đây chính là cảnh giới của trí tuệ. Lòng tham là thứ đáng sợ nhất, không những chỉ phá hủy, hủy hoại đi những thứ hữu hình, mà còn có thể làm đảo loạn thế giới nội tâm của bạn. Khi đứng trước tâm tham lam còn khiến lòng tự tôn, cùng những nguyên tắc bạn tuân thủ đều có thể sụp đổ, ngu si cùng cố chấp, oán cùng hận, sẽ chỉ làm cho tâm trí quay cuồng, khiến người bất an, buông xuống những có không, đúng sai tâm trí mới có thể thông suốt, nhẹ nhõm tự nhiên, và đẩy xa tâm vô minh ngu si. Thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau có một niệm, một khi phiền não buông xuống liền sẽ hóa thành tâm bồ đề, suy nghĩ một khi đã chuyển biến tâm tình liền trở thành bầu trời quang tạnh, người biết đủ thường vui, là một cảnh giới cao đẹp của sinh mệnh. Sống trên thế giới này, người cùng người trong thế gian mỗi ngày đều tồn tại rất nhiều cám dỗ mê hoặc, mọi thứ chúng ta nhất định phải lần lượt tuần tự,
mà dần dần tiến lên, lượng sức mà làm. Tất cả mọi sự nắm bắt có độ, sống có chừng có mực, tâm trong sạch hết thảy sẽ minh bạch, tâm vẫn đục hết thảy đều u ám, tâm si hết thảy sẽ mê, tâm ngộ hết thảy thanh tỏ. Tâm là đạo diễn của vở kịch cuộc đời, suy nghĩ là nguồn gốc của thước phim cảnh đời, hết thảy đều từ tâm tạo thành, căn nguyên đều ở nội tâm, thế giới là bóng ảnh của tâm người, cảnh giới là biến hóa của tâm người mà tạo thành. Đừng mang ánh mắt tổn thương đi soi nhìn quá khứ, bởi vì dĩ vãng chỉ là dĩ vãng, quá khứ đã đi qua không thể quay trở về. Cách thông minh nhất chính là sống sao cho tốt nhất đối với hiện tại của bạn. Hiện tại chính là đang nắm giữ ở trong tay của bạn. Bạn phải đường đường chính chính trong cái khí chất nhất loạt mà chào đón tương lai, mà biến tương lai phía trước trở thành đẹp nhất có thể. Lắng nghe, lĩnh hội là chìa khóa khai mở cánh cửa tâm hồn. Nếu có người tìm đến bạn để dốc bầu tâm sự, giải bày nỗi lòng, bạn nhất định phải nhẫn nại chăm chú, nhập tâm mà lắng nghe, bởi vì đó là họ tín nhiệm và ủy thác đối với bạn. Sự lắng nghe của bạn cũng là một sự an ủi, cộng hưởng, cổ vũ đối với họ. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.